Thưa quý vị và bà con, hàng chục tỷ đồng có nguy cơ không lấy lại được. Nhiều người nuôi tôm hùm lao đao. Sự việc kéo dài hơn 2 năm qua tại thành phố Cam Tranh, tỉnh Khánh Hòa, sau khi các hộ gia đình xuất bán tôm hùm cho thương lái, tôm đã bán mà tiền thì chẳng thấy đâu. Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý, nhưng ngay lúc này đã lộ rõ nhiều lỏng lẻo trong giao dịch mua bán thủy sản tại các vùng nuôi. Bên trong người như càng nặng hơn sau sự cố bị nợ tiền bán tôm hùm bà Hà gắn gường, chờ đợi. Lứa tôm xuất bán cách đây 2 năm, mà đến giờ tiền chẳng thấy đâu. Số tiền bán tôm mà bà Hà bị nợ lên đến nửa tỷ đồng. Cuộc sống gia đình vốn đã trong trên, nay càng thêm bế tắc. Như con người em không có nghĩ gì tới gì nữa. Như con người điên cũng đã điên, mà khùng cũng đã khùng. Hàng chục người nuôi tôm hùm ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, vào năm 2022 đã bán tôm hùm cho một công ty ở Đà Nẵng thông qua một người mua gom tại địa phương. Nhưng kể từ đó đến nay, họ vẫn chưa lấy được tiền bán tôm ông An xuất bán tôm hùm 12 lần, tổng số tiền bán tôm lên đến 11 tỷ đồng. Là hồi kia là vô là có tiền, ví dụ trong 2-3 ngày sẽ có tiền tạo cái lòng tin cho người dân. Sau này giáp tháng rồi không thấy tiền nên thành là, là bắt đầu người dân mới hô hán lên. Ông Tránh là người trung gian mua gom tôm hùm, cuộc đổ sống đổ rơi đổ vào ngõ cục. Số tiền ông bị nợ lên đến 43 tỷ đồng. Kéo theo, ông trở thành người nợ tiền các hồ nuôi tôm. Từ ngày bị nợ như thế, những người thiệt hại là người ta tìm, người ta đòi đánh và cũng đã bị đánh rồi. Luật sư này từng tiếp nhận những vụ việc nợ tiền bán tôm hùm xảy ra ở các tỉnh Nam Trung Bộ. Các công ty xuất bán tôm hùm sang Trung Quốc nợ các đầu mối mua gom trung gian. Các đầu mối nợ người nuôi tôm. Điều đáng nói là thói quen mua bán tôm hùm chỉ dựa vào niềm tin. Một triệu thì ghi một ngàn. Tức là những con số sâu bỏ và ghi tiếp rất là đơn giản. Nên là khuyên bà con nên ghi là người mua, người bán, số lượng, giá cả và thành tiền, thời gian thanh toán. Thì những cái đó phải thể hiện vô cái tờ giấy việc cái thể hiện này để đảm bảo về mặt pháp lý sau này các bên mua bán với nhau thì có thể là đem những chứng cứ đó ra tòa như lỏng lẻo trong giao dịch đã khiến cho thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ việc bùng nợ trong mua bán tôm hùm thậm chí có những vụ việc mang dấu hiệu lừa đảo chiếm dụng cái khó là người nuôi tôm hùm nếu không chấp nhận bán tôm theo kiểu như vậy thì không tiêu thụ được